Nam giới tuổi Đinh Dậu trời sinh cần cù, kiên nhẫn và có ý chí tiến thủ mạnh mẽ. Những phẩm chất đáng quý này có thể giúp cho bản mệnh vượt qua được vận hạn do sao Thủy Diệu và hạn Thiên Tinh gây ra hay không. Những thay đổi nào có thể diễn ra trong sự nghiệp gia đạo, tài lộc và sức khỏe của họ vào năm 2022? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây với sự trợ duyên tư vấn bởi thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1957, tuổi âm lịch 66 tuổi, sao chiếu mệnh Thủy Diệu, bán cát bán hung, mệnh sơn hạ hỏa, hỏa khắc kim, xấu, địa chi tuổi, tuổi Dậu bình hòa với tuổi Dần, trung bình, thiên can tuổi, đinh gặp nam nhâm tương khắc là xấu. Nam giới Đinh Dậu trời sinh cần cù, kiên nhẫn và có ý chí tiến thủ mạnh mẽ. Những phẩm chất đáng quý này có thể giúp cho bản mệnh vượt qua được vận hạn do sao Thủy Diệu và hạn Thiên Tinh gây ra. Những thay đổi nào có thể diễn ra trong sự nghiệp, gia đạo, tài lộc và sức khỏe của họ vào năm 2022 mới này? Mời các bạn và quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2022, Nam Mạng. Những người sinh vào năm 1957 thuộc tuổi Đinh Dậu, độc lập chi kê, có nghĩa là gà, độc thân, có ngũ hành nạp âm bản mệnh là sơn hạ hỏa, có ý nghĩa là lửa dưới núi. Những người có mệnh này có tính cách năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Phi cung mệnh của nam giới Đinh Dậu là đoài, thuộc vào Tây Tứ Mệnh. Nếu tính cả tuổi Mụ, họ sẽ bước sang tuổi 66 trong năm 2022. Vận trình số mệnh của Đinh Dậu sinh năm 1957, Nam Mệnh suôn sẻ hay trắc trở trong thời gian này? Vấn đề này cần được xét đoán dựa trên sự hòa hợp giữa thiên can, địa chi và ngũ hành nạp âm. Xét theo lịch âm, năm 2022 ứng với năm Nhâm Dần, có kết nạp là kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Theo quy luật ngũ hành, hỏa tương khắc với kim, như vậy Đinh Dậu không mấy may mắn khi gặp Nhâm Dần. Nếu xét theo ngũ hành nạp âm, thiên can, đinh thuộc hỏa, cũng có mối quan hệ tương khắc với can nhâm thuộc thủy, không cát lành. Còn đối với địa chi, mức độ hòa hợp giữa tuổi Đinh Dậu và tuổi Dần chỉ ở mức bình hòa, không tương trợ cũng không khắc chế lẫn nhau. Tổng kết lại, ta có thể thấy rằng đàn ông Đinh Dậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với không ít thử thách trong năm Nhâm Dần 2022, đi kèm với các cơ hội trong sự nghiệp và tài lộc, đó là khó khăn. Bản mệnh chỉ có thể làm nên thành công bằng chính sức mình, chứ không thể trông chờ vào vận may trời ban. Bên cạnh đó, sức khỏe luôn là vấn đề đáng lo ngại đối với những người cao tuổi. Để vận trình trong năm 2022 Nhâm Dần được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu để nghênh đón và hóa giải vận hạn thái tuế của năm. Luận tử vi năm 2022 tuổi Đinh Dậu trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết về vận số tuổi Đinh Dậu năm mệnh trong năm 2022 trên các phương diện sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe. Công việc, sự nghiệp. Công việc làm ăn của đàn ông Đinh Dậu khá ổn định trong năm 2022. Tuy rằng bản mệnh không phải quá lo lắng về những biến cố bất ngờ, nhưng cũng khó đạt được thành công rực rỡ như mong muốn. Bản mệnh có bản tính cần cù, chịu khó, luôn cố gắng hết mình để đạt được kết quả xuất sắc nhất trong công việc. Chính vì thế, sự nghiệp của họ tuy có dấu hiệu chững lại trong năm Nhâm Dần nhưng cũng rất bền vững. Nếu người nam tuổi Đinh Dậu muốn tạo lên những bứt phá trong năm 2022 thì sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều so với những năm trước. Cơ hội càng lớn thì lại càng có nhiều khó khăn cần phải được giải quyết. Nhờ có ý chí tiến thủ mạnh mẽ, bản mệnh sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra chứ tuyệt đối không bao giờ đầu hàng số phận. Ngoài ra, đàn ông Đinh Dậu sinh năm 1957 cũng cần đề phòng với những mâu thuẫn trong các giao dịch làm ăn. Nếu không vấn đề này không được xử lý một cách khéo léo thì sẽ gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ làm ăn. Làm việc gì cũng cần phải có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của bản thân trong trường hợp xảy ra kiện tụng. Tình duyên. Cuộc sống hôn nhân của nam tuổi Đinh Dậu thì vẫn tốt đẹp, hạnh phúc trong năm Nhâm Dần 2022. Đối với họ, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nơi ấm áp để quay trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhờ có sự quan tâm chu đáo của vợ con, mọi áp lực căng thẳng của họ đều tan biến. Trước mắt, những thành viên trong gia đình, đàn ông Đinh Dậu là người chồng thủy chung và người cha đầy trách nhiệm. Tình cảm vợ chồng lúc nào cũng mặn nồng thắm thiết vì họ luôn thể hiện tình yêu bằng những lời ngọt ngào và cử chỉ âu yếm yêu thương. Để con cái có cuộc sống đầy đủ, những người này sẽ không tiếc hy sinh bản thân. Tài lộc,
năm 2022 được đánh giá là giai đoạn tươi sáng đối với tài lộc của người tuổi Đinh Dậu Nam Mệnh. Dù kiếm được đồng tiền phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng bản mệnh sẽ cảm thấy mãn nguyện với thành tựu của bản thân. Tài vận của họ sẽ được kích hoạt trong năm Nhâm Dần, nên các hoạt động kinh doanh buôn bán hoặc đầu tư sinh lời sẽ mang đến nhiều kết quả tốt đẹp. Đàn ông tuổi Đinh Dậu nên cố gắng tiết kiệm nhiều hơn thay vì tiêu xài, xa hoa, lãng phí. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên đề cao cảnh giác với những chuyện gây thiệt hại về mặt tài chính. Cách hành xử cẩn trọng, khôn khéo khi mâu thuẫn xảy ra sẽ giúp cho họ tránh được nhiều phiền toái. Vậy nên những gia chủ tuổi Đinh Dậu cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình năm được hanh thông may mắn, con đường tài lộc và sự nghiệp ngày càng rộng mở. Sức khỏe, tình trạng sức khỏe của tuổi Đinh Dậu năm 2022 Nam Mệnh có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề đáng lo ngại. Chính vì vậy, họ cần phải chú ý giữ gìn thể trạng khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn trong thời điểm này. Lao động quá sức có thể khiến cho người cao tuổi bị suy nhược, vậy nên họ cần dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần cải thiện sức khỏe đáng kể. Nếu đàn ông Đinh Dậu sinh năm 1957 muốn có cơ thể dẻo dai thì có thể thực hiện các bài tập thể thao nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi. Xem sao hạn của tuổi Đinh Dậu Nam Mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh và niên hạn sẽ tác động đến cuộc đời đàn ông Đinh Dậu trong năm 2022 là sao nào? Hãy tham khảo với chúng tôi ngay sau đây. Sao chiếu mệnh, sao thủy diệu có tính chất bán cát bán hung nhưng vẫn được coi là một phúc lộc trong cửu diệu niên hạn. Chính vì thế, đàn ông Đinh Dậu sẽ có may mắn có được hưởng phúc lộc dồi dào khi được sao này chiếu mệnh trong năm 2022. Bên cạnh đó, con đường công danh sự nghiệp cũng có thể thăng hoa nhờ vào vượng khí của sao thủy diệu. Cuộc sống của bản mệnh, danh lợi song toàn, được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người xưa cho rằng thủy diệu cũng có thể gây ra một vài trở ngại dành cho những người mệnh hỏa như tuổi Đinh Dậu. Sau này chủ về tranh chấp, mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội, bản mệnh càng cố gắng cãi lý, giành phần đúng về mình thì lại càng thiệt thân. Danh tiếng và uy tín của họ có thể bị ảnh hưởng không nhỏ. Hạn tuổi, thiên tinh là hạn xấu về kiện tụng, sức khỏe, đặc biệt là các căn bệnh có liên quan đến bộ máy tiêu hóa. Đây chính là niên hạn của Đinh Dậu Nam Mệnh trong năm 2022. Mối quan hệ với đối tác làm ăn có thể trở nên căng thẳng do những bất đồng quan điểm. Nếu bản mệnh thực hiện công việc làm ăn phi pháp thì dễ bị vướng phải vấn đề pháp luật. Tâm trạng mệt mỏi do áp lực công việc có thể khiến cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể bị suy giảm. Điều này khiến cho sức khỏe của đàn ông tuổi Đinh Dậu cực kỳ nhạy cảm với chất kích thích và thực phẩm bẩn. Tình trạng này kéo dài lâu, có dẫn đến rối loạn chức năng hấp thụ, bệnh về đường tiêu hóa khá nặng. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải những xui xẻo, tai ương của hạn thiên tinh, người nam Đinh Dậu có thể thực hiện nhiều phương pháp khác nhau, chậm mà chắc. Chính là lời khuyên dành cho những người tuổi này trong năm 2022. Mọi bước phát triển trong công việc làm ăn đều phải được lên kế hoạch cẩn thận, tuyệt đối không vì lòng tham mà làm những chuyện vi phạm pháp luật. Nếu chẳng may xung đột quan điểm với đồng nghiệp thì nên giữ thái độ bình tĩnh và cực kỳ thận trọng trong lời nói. Có chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, ít dầu mỡ sẽ giúp cải thiện sức khỏe đáng kể. Các loại thực phẩm dùng trong bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo vệ sinh, không quá hạn sử dụng. Đàn ông Đinh Dậu cũng nên tránh xa các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Thành tâm thiện nguyện, giúp đỡ mọi người xung quanh mà không mong đền đáp sẽ giúp cho bản mệnh tích được nhiều phúc đức. Điều này không chỉ mang đến may mắn thọ trường mà còn khắc chế được mối hung họa bất ngờ. Người nam Đinh Dậu sinh năm 1957 cũng có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn để hóa giải vận hạn của sao thủy diệu. Bên cạnh đó, quý gia chủ cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Đây chính là pháp khí được chế tác dựa theo bộ tam hợp quý nhân của gia chủ tuổi Dậu, mang theo vòng bên mình để được quý thần tương trợ giúp đỡ, hóa giải vận hạn, tăng cường sức khỏe đối với gia chủ tuổi Đinh Dậu. Luận tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2022 năm mạng theo tháng âm lịch. Theo tử vi trọn đời, vận số của nam giới Đinh Dậu sinh năm 1957 thay đổi khá thất thường trong năm 2022. Diễn biến của từng tháng trong năm như sau. Tháng 1, đề phòng đau bệnh, hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 2, hạn chế xuất hành đi xa, gặp chuyện gây hao tài tốn của. Tháng 3, tình hình sức khỏe có chuyển biến tốt, cố gắng bồi bổ cơ thể, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đầy đủ. Tháng 4, bản mệnh đón nhận nhiều tin vui mừng, gia đạo an khang thịnh vượng. Tháng 5, có nhiều cơ hội phát triển về tài lộc, mọi việc đều hanh thông thuận lợi.
Tháng 6, gặp nhiều điều may mắn cát tường, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui tươi. Tháng 7, cuộc sống bình an, vô sự, bản mệnh ung dung, nhàn nhã hưởng phúc bên con cháu. Tháng 8, công danh, tài vận chỉ ở mức bình thường, đề phòng chuyện lục đục trong gia đình. Tháng 9, hoạch phát về tài lộc, cầu được ước thấy nên dễ đạt được thành công. Tháng 10, công thành danh toại, sức khỏe và gia đạo có nhiều tiến triển tốt đẹp. Tháng 11, tài vận giảm sút nên đề phòng chuyện thị phi, kiện tụng. Tháng 12, có nhiều chuyện không như ý xảy ra, hành thiện tích đức thì mới mong tai qua nạn khỏi. Vận số của nam tuổi Đinh Dậu chỉ ở mức tương đối ổn định trên các phương diện sự nghiệp, tình cảm và tài lộc trong năm 2022. Đây cũng chính là thời điểm nhạy cảm đối với sức khỏe của bản mệnh, cần phải chú ý chăm sóc bản thân. Mong rằng bài viết đã mang đến nhiều thông tin hữu ích về cuộc đời cho đàn ông Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm Nhâm Dần. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị và các bạn biết được cuộc sống của mình trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có những thay đổi như thế nào, gặp sao chiếu gì, vận hạn ra làm sao và điều này có ảnh hưởng gì tới vận hạn sức khỏe gia đạo và công danh hay không. Và có lẽ rằng qua video ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì cho thấy rằng số mệnh của tuổi Đinh Dậu nam mệnh chỉ ở mức tương đối trung bình trên các phương diện sự nghiệp, tình cảm và tài lộc trong năm 2022. Đây cũng chính là thời điểm nhạy cảm đối với bạn về sức khỏe và cần phải chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Mong rằng những thông tin này đã mang đến những định hướng mới phù hợp với cuộc sống của đàn ông tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm Nhâm Dần. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!